mang đai đỏ, mời Đỗ Đạt đứng lên. Đô Nguyễn Văn Tuyền, câu lạc bộ Vạn Hồng Hà, mang đai xanh. Mời trọng tài Nguyễn Tiến Thắng lên điều khiển trận đấu. Và 30 giây xong trận. Các trọng tài chuẩn bị, hai đồng vật chuẩn bị, ngay trọng tài trống, xếp lại. Là phải có xe đài. Manado bắt tay thân ái và đoàn kết. Hai đội bạn chuẩn bị, trọng tài chuẩn bị. Hiệp thứ nhất được bắt đầu. Oh, mới vào khoảng 25 giây. Đô Văn Đạt vào khoảng 25 giây rồi. Đô Văn Đạt ở câu lạc bộ Thọ An đã nhất thắng. Tôi cho vui nhà chứ gì thì ai. Ông Nguyễn Khắc Mai lên 7 triệu đấy. Hai đô vật chuẩn bị, trọng tài chuẩn bị, ngay trọng tài trống, xếp lại. Trọng tài chuẩn bị, hai đội bắt tay thân ái đoàn kết, trận đấu được bắt đầu. Vào khoảng 30 giây, Đô Đinh Văn Tùng mở đô vào sới để công bố kết quả. Vào khoảng 30 giây, Đô Đinh Văn Tùng đã nhất thắng. Mời ông Phạm Văn Chiến lên trao phiếu thông hành cho lèo số 19, Đô Đinh Văn Tùng. Mời Đô Đinh Văn Tùng vào sới để nhận phiếu thông hành.